I will check attendance. Cô điểm danh ha. I call your name and you say yes. Next one, An Khang. An Khang. Check. Check. Turn on your mic and say yes. Check. Yes. Yes. Okay. This one, Anh Hồng Keva. Yes. Okay. Next one, Diệu Linh. Yes. Yes. Anh Gia Khang. Yes. Hà Phương. This one, Hoàng Dũng. Có. Yes. Yes. Nhật Minh. Yes. Như Thảo. Yes. Okay, Phương Trinh. Sunny. Dạ có. Okay, you say yes. Yes, yes, Sunny, yes. Okay, David. No. Okay, Quỳnh Chi, Dara. Yes. Okay, Thành Long. Thành Long. Thành Long, turn on your mic, please. Long, turn on your mic. Long, turn on your mic, please. Okay, next one. Trường team. Yes. Okay, Tuấn Anh Kết. Yes. Okay. Hôm nay Hè Phương. Wait for me. How are you today? Cat, how are you today? How are you today, Cat? Cat, how are you today? Cat. Cat, where are you? Oh no. Cat, where are you, Cat? Yes. Okay, how are you today? How are you today? Hi, thank you. Okay, thank you. Okay. Now the first one, I will give you the stars. Okay. The first one, I will give you the stars. Cô sẽ tặng sao cho các con ha. Now, because you have finished your homework. Những cái bạn nào đã hoàn thành bài tập về nhà rồi, cô sẽ thưởng sao ha. Finish your homework. The first one, An Khang. Yes, one star for An Khang. Okay. Cô sẽ chấm điểm. Ngày thứ hai cô sẽ gửi nha. Next one, Ánh Hồng. Keva. Yes, good job. Next one, Diệu Linh. Diệu Linh. Don't finish your homework. Diệu Linh ơi, cô chưa thấy con gửi. Diệu Linh, turn your mic. Cô chưa thấy con gửi bài tập về nhà cho cô. Ok, và Diệu Linh bổ sung giúp cô nha. Ok, trong ngày hôm nay bổ sung giúp cô nha, Diệu Linh. Dạ. Ok. So you learn don't have the star today. Yeah, can. Okay, rap. Okay, good. One star for rap. This one, Hà Phương. Okay, Hà Phương có làm bài tập về nhà. Yes. Okay, this one, Hoàng Dũng. Bob. Yes. One star for Hoàng Dũng. And this one, Nhật Minh. And through. Okay, you finish your homework. Okay. And next one, Như Thảo Angela. Okay, good job. One star for Như Thảo. And next one, Phương Trân. Okay, one star for Phương Trân. Phương Trân to homework. Okay, next one,
David, okay, David have finished your homework. Okay, one star for David. And this one, Wendy, they are red. Okay, one star for Wendy because have finished homework. Thanh Long, okay, finished homework. I will give you Thanh Long one star. Finished homework. And to Nguyen team, okay, finished homework, one star. And this one, Tung An get. Good job. One star. Okay. So just you learn. You learn don't have to start today because that finished homework. Okay. Phương, Hà Phương, turn on your camera, please. Okay, now we will turn to the new lesson today. Okay, today we will continue unit 9, lunch time. Lunch time. Okay, here. Okay, the first one. I will check your old lesson first. I will check your old lesson first. Now, look at here. Okay, look at the picture, please. C has got lunch pots. Okay, now, okay, here. Look at the picture and tell me, I have got, look at the arrow here. I have got, look at what's this. I have got, Thanh Long, please. I have got. I have got chimney. Good job. I have got a sandwich. Well done, Thanh Long. Good job, Thanh Long. This one, Dara. Dara, I have got. I have got a sandwich. Well done, Sunny. Sunny, thank you. Sunny, I have got. I have got a sandwich. Okay, I have got a sandwich. Thank you, Sunny. This one, Dũng, Bob, please. I have got Bob. A sandwich. Okay, Phun send them for me, please. Đầy đủ câu giúp cô nào. I have got a sandwich. Okay, I have got a sandwich. Now, that's one. Now, look at here. Look at I, you fill in the gap. I have got or I haven't got. Now, Andrew. I have got a cookie. Okay, well done. I haven't got a cookie, a biscuit. Okay, good job. I haven't got a cookie. Now, next one. Well done. I don't have a cookie. Okay, I haven't got a cookie. Well done, next one, Yulun. Yulun, please. I got a cookie. Good, I haven't got a cookie. Cookie, the same name with biscuit. Cookie, bánh quy, the same name with biscuit. Cái từ cookie nó đồng nghĩa với từ biscuit luôn các con ha. Now, next one, Kevin. Kevin, I haven't got. Kevin, please. I haven't got a cookie. Well done, I haven't got a cookie. Next one, you look at here. An apple. Raise your hands. I wrap.
I have got an apple. Well done. I have got an apple. I have got an apple. This one, Như Thảo. Anh ghi lại. Apple. Well done. Now check, please. Check. I have got an apple. Well done, Katie. I have got an apple. Well done. I have got an apple. This one, look at here. I haven't got. I can't see. You can't see? Okay. Don't have drinks. Okay. I don't have. Now, I don't. Sorry. I haven't got. I haven't got. Who can Sunny? I haven't got. Look at here. I haven't got. I have got the rings. Okay. I haven't got the rings. Well done. This one, long, please. I haven't got. I haven't got the rings. Well done. Thành Long. This one, Cat. I haven't got. The ring. Now, full sentence, please. I haven't got the rings. Well done. Next one, team. Team, please. Haven't got the rings. Good. I haven't got the rings. Well done. Next one. Katie. I have got green. Good. You learn, please. Good. I haven't got the rings. Okay, thank you. Now, next one. Okay, we will turn to the new lesson today. Chúng ta vào bài mới ha. We will turn to the new lesson today. The first one, I will give you some vocabularies. Cô sẽ cho các con một vài từ vựng ha. Now, look at here. Listen and repeat. Listen and repeat. Tomato. Listen and repeat. Tomato. Tomato. Okay? Now, check, repeat. Check, repeat. Tomato. Now, tomato. Again, tomato. Good job, Sunny. Thank you, check, Sunny. Tomato. Now again, tomato. Now Sunny again. Tomato. Tomato. Good. This one, Kenny. This one, Andrew. Tomato. Yes, tomato. This one, Hoàng Dũng, Bob. Bob. Tomato. Turn on your camera, please. Turn on your camera, Hoàng Dũng. Bob. Turn on your camera. Bật cam lên giúp cô nào. Okay. Now, what color is it, Hoàng Dũng? What color is it? It's red. Okay, it's red. It's red. It's red. Good job. It's red. Tomato. Look at the picture. This is a tomato. So tomato, what does it mean? What does it mean, tomato? Tomato nghĩa là gì nào các con? Long, please. Long. Là cà chua cô. Okay, Ben, good job. Thank you. Thank you, Ben. Tomato, cà chua. Well done. Next one. Listen and repeat. Pear. Pear. Again. Pear. Pear. You learn, please. Pear. Well done. You learn this one, team. Pear. Nice. Wrap. Okay, thank you, team. Wrap.
Pear. This one get. Pear. Well done. This one Kevin. Pear. Pear. Well done. This one Sunny. Bear. Wow. This one Katie. Bear. Dora. Okay, thank you. Dora. Pear. Okay, thank you. Angela. Angela. Oh. Good job, bear. Look at the picture. What color is it, please? What color is it? What color is it? Green. Green. Okay, green. Yes. Now, what does it mean, bear? What does it mean? Look at the picture and tell me what does it mean. What does it mean? What does it mean, Katie? What does it mean? Đại hương cô quả lê. Quả lê. Well done. What does it mean? Có nghĩa là gì ạ? Good job, Katie. Bear. Quả lê. Good. Next one. Listen and repeat. The race. The race. Listen and repeat. The race. The race. The race. Check, please. Check, repeat. The race. Well done, check this one, Katie. Christ. The race. Well, Sunny. The race. The race. Again, the race. The race. The race. The. Now, the race. The race. Okay, thank you, Sunny. This one, Bob, please. Bob. Bob. Good race. Good, good race. This one, cat. Cat. Good race. Good race. Rap, please. Rap. The race. The race. Well done. The race. What does it mean? What does it mean? The race. Okay? Pay attention, please. What does it mean? The race. Kevin? Kevin? Rap. The race, not the rap. The race. Again, the race. What does it mean? What does it mean, the race? What is it? Good job, good job, Thành Long. Well done, Thành Long. The race, quả nho. Khi mà cô nói what does it mean, có nghĩa là nó có nghĩa là gì đó. Có nghĩa cái từ đó có nghĩa là gì đó. Các con phải ghi nhớ giúp cô ha. What does it mean? Okay, the race, quả nho. Chùm nho, okay. Next one. Next. Okay. We will review here. What's this? One day, what's this? Tomato. Tomato. Okay. Như Thảo, what's this? Tomato. Good. Okay. Next one. Andrew, what's this? Tomato. Tomato. Okay, next one. What's this, Sunny? What's this? Tomato. Okay. Sunny. Yes. Okay, okay. Now, Sunny, what's this? Sunny. Sunny. Bear. Bear. Well done. Okay, next one. What's this? Bob, what's this? Bear. Bear. Next one, you learn what's this? Bear. Bear. Okay. This one, Kevin, what's this? Pear.
pear. Well done. Okay. This one, team, what's this? Pear. Pear. Well done. Okay, pear. This one here. What are these? What are these? Check. Grapes. Grapes. Well done. This one, Dora. Right. Good race. This new Thảo, Angela. Right. Wow, race. Now, Sunny, what are these? Sunny. Shani. Shani. Phương Trân. What are these? Quả nho. Okay, okay, listen. What are these? Sweet English. Cô nói tiếng Anh giúp cô nào. Good race. Good race. Good race. Okay, thank you. Now, okay, the next word for you. Listen and repeat. Buy apple. Buy apple. One more time. Buy apple. Okay, Thành Long, repeat. Buy apple. Well done. Good job. This one, Andrew. Now repeat. Andrew. Andrew. Buy apple. Well, buy apple. This one, Kevin. Buy apple. Good. Team, team, please. Team. Buy apple. Next, thank you. Check. Check, please. Buy apple. Well, buy apple. Well, Như Thảo. Buy apple. This one, Lun, Yu Lun. Now again, buy apple. Okay, next one, Dora. Buy apple. Okay, Sunny. Buy. Now again, buy apple. Now again, Sunny. Buy apple. Wow, that's pretty. Buy apple. Well, Bob. Bob, please. Bob. Buy apple. Now again. Buy apple. Good. Buy apple. Next. Okay. Buy apple. Look at the picture. Buy apple. What does it mean? Buy apple class. What does it mean? Buy apple. Raise your hands, Kevin. Yeah, là quả dứa. Well done, quả dứa, quả khóm. Được, thank you, Kevin. Next one, listen. Rồi, con biết cái này nè, con cho con đi. Okay, Andrew, read the word. Cherry. Yeah, thì có cho cherries. Okay, Thanh Long, repeat. Cherries. Cái này giống tên trong và cherry đúng không cô? Okay, good job, chấp chấp. This one, wrap. Wrap, please. Wrap. Wrap. Wrap, please. Wrap. Cherries, you repeat. Cherries. Okay, cat. Cherries. Okay, thank you, wrap. Cherries. Cherries. Okay. This one, Sunny. Cherries. Cherries. Okay, cherries. Cherries. You look at the picture. What is mean cherry? Cái đó là trái gì đây cả lớp? Cherries. Okay, try cherry. Okay, good job. Good job. Try cherry. Okay. They are delicious. They are yummy. So yummy. Rất là ngon ha.
mà nó mất tiền. Okay. Okay, class, take out your book, please. You open your book as page 66. You open your book as page 66 for me. Okay. If you don't have the book, you look at the screen. Nếu bạn nào chưa có sách, các bạn hãy nhìn lên bảng giúp cô ha. Now we will listen, repeat, and point. You listen, point, and repeat. Listen, point, and repeat. Các con nghe, các con chỉ vào và các con gì? Lặp lại giúp cô ha. Repeat. Now, are you ready? Are you ready? Are you ready to listen, class? Yes. Yes, good job. 94, well done. Wait for me. No. Okay, now let's listen. Listening 94. Listen and point. Tomato. Pear. Grapes. Pineapples. Cherries. Cherries. Pear. Tomato. Pineapple. Grapes. Listen and repeat. Listen and repeat. Tomato. Tomato. Pear. Pear. Grapes. Grapes. Pineapple. Pineapple. Cherries. Cherries. Listening 94. Okay. Listen and point. Listen again. Nghe và lặp lại ha. Tomato. Tomato. Pear. Pear. Grapes. Grapes. Pineapple. Pineapple. Cherries. 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 Pear. Tomato. Pineapple. Grapes. Listen and repeat. Tomato. Pear. Grapes. Pineapple. Cherries. Listening 94. Listen and point. Tomato. Pear. Grapes. Pineapple. Cherries. Cherries. Pear. Tomato. Pineapple. Grapes. Listen and repeat. Tomato. Pear. Grapes. Pineapple. Cherries. Okay, who can read all the words again? Who can read? Now the first one. Keva. Keva, repeat. Tomato. Okay, tomato. Tomato. That's pear. Pear. Well, next. Grace. Oh, God. Good. Deep. Next. Pineapple. Mình trả lời nhờ vậy đến cuối giờ vậy cô có cộng sao không cô? Có chứ con, bạn nào giơ tay phát biểu nhiều giống như hồi nãy giờ là cô thấy nè, bạn Andrew, bạn Rap, bạn Thành Long, bạn Kat, bạn Tim, bạn Keva và bạn Jack nè, giơ tay phát biểu rất là nhiều luôn, ok? Đó, những cái bạn đó là cô sẽ xíu nữa, bạn nào phát biểu nhiều, bạn nào xung phong nhiều, cô thì sẽ cộng sao, ok? Ôi con, sao vậy con? Giơ tay nhiều cô đâu có gọi các bạn đó đâu cô. Giơ tay nhiều nhưng mà cô biết bạn nào xung phong phát biểu là cô biết rồi. Còn những cái bạn không có giơ tay thì cô gọi đó. Cô gọi nhưng mà cô thấy những cái bạn đó là chưa có giơ tay đó.
Cô biết mà, cô biết những bạn nào mà giơ tay và những cái bạn nào không giơ tay cô biết. Nhưng mà những cái bạn không giơ tay cô cũng phải gọi những cái bạn đó, ok? Còn những cái bạn nào xung phong phát biểu giống như nãy giờ Thành Long nè. Ôi bạn phát biểu rất là nhiều luôn. Ok, cô biết mà. Cô biết bạn nào giơ tay và cô biết không bạn nào không giơ tay ha. Rồi, ok, Keva, Keva read again. Tomato. Wow. Pear. Grace. Pineapple. Buy apple. Buy apple. Nice. Cherries. Good, cherries. Well done. Next one. Sunny. Sunny, please. Tomato. Again, Sunny. Tomato. 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 Again, tomato. Tomato. Tiếp theo con. Next. Yeah. Good. Next one. Cô ơi, con không nghe thấy bạn nói gì cả cô ơi. Okay, Sunny, you read. Im lặng là nghe được. Now again, the phrase. Again, the phrase. Okay. The phrase. Okay, next one. Now, buy apple. Now again, Sunny, buy apple. Next one. Buy apple. Cherries. Cherries. Okay, thank you. Thank you, Sunny. Next one. Okay, Dora. Where go? Dora, please. Tomato. Tomato. Again, tomato. Tomato. Where go? Sao vậy con Kết ơi? Sao vậy? Ô, hồi nãy con nó được cộng sao không cô? Con có làm bài không cô? Có, hồi nãy cô Hiền đã cộng sao cho Kết rồi mà. Cô Hiền cộng sao đầu giờ cho Kết rồi. Cuối giờ là cô Hiền sẽ cộng sao về phát biểu bài, chuẩn bị bài. Ok? Mấy cái con cứ yên tâm nha. Ok. Teacher, may I go out? Ok. Now, next, Dora, read again. Tomato. Okay. Pear. Okay. Grace. Good. Pineapple. Good. Cherries. Cherries. Well done. Thank you, Dora. Okay. Last one. Team, okay, team may I go out, okay. Diệu Linh, please. Tomato. Okay. Pear. Okay. Grape. Okay. This one. Pineapple. Okay, this one. Cherry. Cherries, well done. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, all of you practice more at home. Practice more at home. Next one, con về nhà luyện tập thêm ha. Next one, we will play a game to do a quiz. Nó sẽ chơi một trò chơi ha. We will play a game. Now look at here. We will. Okay, we will do the quiz. We will do the quiz. Wait for me. Okay.
All of you, look at the chessboard, please. Look at the chessboard. Look at the chessboard. Cô vừa mới gửi một cái link qua cái hộp chessboard, okay? I have to send you the link in the chessboard. You press the chessboard, please. Các con hãy mở cái hộp chessboard ra giúp cô và nhấn vào cái đường link giúp cô nào và đánh tên mình vào giúp cô. Sunny ơi, Sunny. Sunny. Sunny có thấy cái hộp? Cái hộp tin nhắn cô gửi không? Cô, sao em nhấn rồi nó không lên gì hết cơ? Sao không lên con? Con nhấn lại. Con nhấn lại đi. Cô ơi, cô, con mở được rồi cô. Ok, good job. Nhấn đảo chữ à. Cô ơi, cô, tôi. Nhấn đảo vậy con? Rồi, lên luôn á cô. Rồi, Nhật Minh. Nhật Minh cô. Nào quá cô ơi. Các bạn tắt mic giúp cô nào. Turn on your mic please. Rồi từng bạn một nói giúp cô nào. Cô nghe tiếng Anh hoặc là tiếng Việt dạ cô. Nên tiếng Anh hoặc là tiếng Việt gì cũng được hết con. Tiếng Anh cũng được vì cô hiểu biết tên các con mà. Rồi bạn check đã vào, bạn Long, bạn check, bạn Keva đã vào rồi nè. Nhật Minh đã vào rồi. Sao con? Sao được cô? Cô ơi cô. Ấn vào cái chữ á. Ơi. Ấn vào mấy lần rồi cô mà không có được. Mà sao mấy bạn nhắn được, con nhắn không được là sao? Ấn vào cái chữ á. Cô gửi lại đường mic. Turn off your mic please. Tất cả các bạn tắt mic nào. Team turn on your mic first. Team turn on your mic. Con bấm rồi mà nó không lên. Con nhắn lại giúp cô vừa mới gửi một cái đường link lại đó con nhắn lại giúp cô nha. Cô vừa mới gửi lại, con nhắn lại giúp cô. Rồi Diệu Linh. Diệu Linh. Turn on your mic. Diệu Linh đã nhắn vào chưa? Cô chỉ là làm sao cô? Sao con? Con mới nhắn cho rồi á cô. Rồi những cái bạn cô đã vào trò chơi đó là Khang, Katie, Kat, Keva, Long, Jack và Nhật Minh. Còn những cái bạn mà cô chưa đọc tên là chưa có vào. Rap làm đi. Start đi cô. Tôi chờ mấy bạn đã con. Wait for your friends. Cô con biết cô. Bạn nào? Sunny, Sunny, turn on your mic please, Sunny. Sunny, có thấy cái hộp tin nhắn không? Cái hộp mà tin nhắn cô Hiền vừa mới gửi qua. Nhiệm vụ của con chỉ cần nhắn vô cái đường link và gõ tên của mình vào là vào được rồi. Tất cả các bạn tương đồng. Con thấy cô. Rồi, ok, 7 students will start the game. 7 bạn này sẽ chơi trò này ha. Dora đã vào rồi nè. Con đang học máy tính hay là con đang học điện thoại vậy, Sunny? Con học máy tính, cô. Ok, máy tính thì con thấy ở cái ở dưới đó, nó có cái từ đó là trò chuyện, chat. Con vào cái hộp tin nhắn giúp cô. Con thấy cái từ trò chuyện hoặc là chat không? Con thấy cái mic ngang chỗ mà con bật cô. Turn off your mic please. Con thấy cái chỗ mic không? Rồi tới cái camera. Rồi tới cái ghi cái chữ là trò chuyện, cái từ chat đó, con hãy nhắn vào giúp cô. Thì trong cái hộp chat đó nó có một cái đường link cô gửi qua, nhiệm vụ con hãy nhắn vào giúp cô. Như Thảo đã vào rồi đây, good job. Cô ơi, cô. Sao con? Con vào rồi, rồi sao chơi sao cô? Rồi im lặng, cô chưa bắt đầu trò chơi thì các bạn chỉ mới vào thôi, từ từ khi nào cô bắt đầu trò chơi, các bạn mới bắt đầu chơi, được chưa? Chơi, cô nhưng mà bấm sao cô, con biết. Con nhấn vào đường link giúp cô và sau đó nó hiện lên tên của con và nhiệm vụ của con hãy nhập tên của con vào, Sunny vào giúp cô.
Cái đường link cô vừa mới gửi qua, nhiệm vụ các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link, ok? Và sau đó nhập cái tên của các bạn vào là xong rồi. Chính bạn đã vào rồi đây nè. Như Thảo, Dora, Khang, Katie, Kat, Kevin, Long, Jack và mình. Ok, ok, những cái bạn còn lại chưa có vào được thì hôm nay mình sẽ chưa chơi cái trò này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi nha. Ok, Sunny, Sunny, Diệu Linh, hôm sau cô sẽ nhắn tin riêng để cô chỉ ha. Rồi, ok, let's start. Let's start. Cô. Đợi con chút cô. Bấm vào star cho cô. Chưa con. Giờ con đi cô. Ok, now let's start. Ok, quickly please. Let's start. Vô cho cô. Từ từ con, wait. Từ từ khi nào mà nó cô. Turn off your mic please. Rồi, ok, let's start. Team, con thấy cái chữ star để con đánh đầu cô. Cô sẽ làm cái chữ star rồi ấy ghé hả cô? Nào, let's start. Rồi bắt đầu cái chương trình. Đúng rồi đó con. Anh không, Kevin làm đi con. Get, chưa làm. Ok, next question. Ôi cô gửi lại cái đường link cho con đi cô, lên chat đó cô. Rồi team ơi, mấy bạn đang làm rồi, hôm nay team sẽ không có làm bài này nha. Hôm sau team sẽ làm giúp cô nha. Okay, check it the first. Good job, check. Okay, look at, or you turn back, or you come back, please. Come back, turn on your camera, please. Finish. Finish the game. Now, Orb, you come back. Orb, you come back, please. Orb, you come back. You look at here. Okay, you look at the result. Now, the con first... Cô ơi, con chơi hả cô? Okay, come back, please. Turn on your camera, please. Dora, Hoàng Dũng, turn on your camera. Dara and Hoàng Dũng, turn your camera, please. Okay, or you look at the result on the screen, please. Okay, check correct 100%. Rồi check đúng hết luôn ha. Next one, Như Thảo. Good job, Như Thảo. But check is a winner. Okay, check là người chiến thắng trong trò chơi này ha. Check, turn on your camera, please. Okay, so I will give you check to start. I will give check to star in this game. Cô sẽ thưởng cho bạn check 2 ngôi sao ha. To star for check. Ok, check. Lúc đầu không biết đâu, con không hiểu sao cái rồi ấn sai 2 câu. Ok,
Okay, good job, check. Next one. Những cái bạn mà những cái bạn hôm nay sao vậy rap? Con đâu phải ăn khăn đâu, con là da khăn mà. Okay, okay, sorry, sorry, sorry. And thank. Okay, sorry. Okay, good job. Những cái bạn mà hôm nay mình chưa có chơi được thì hôm sau cô Hiền sẽ hướng dẫn lại cho các con nha. Okay, những cái bạn ví dụ như hôm nay chỉ có 9 bạn chơi thôi thì những cái bạn còn lại thì hôm sau cô Hiền sẽ hướng dẫn cái cách chơi cái trò này như thế nào ha. Vì hôm nay nếu mà hướng dẫn nữa thì nó sẽ tốn nhiều thời gian. Nên hôm sau những cái bạn mà chưa có biết cách vào cái hộp thư thì cô Hiền sẽ hướng dẫn lại. Okay. Next. Okay, next one. Now we will listen the song together. Open my lunch box. Open my lunch box. Open, open my lunch box. Mở cái hộp cơm trưa ra ha. Okay, now look at the lunch box here. You look at the lunch box. What can you see in the lunch box? What can you see? What can you see here? Look at. What can you see in the lunch box? Okay. Các con mỗi bạn sẽ kể ra giúp cô ha. Now, next one, Andrew. Andrew, what can you see? What can you see, Andrew? What can you see? Teacher, may I go out? Okay. What can you see, Andrew? What can you see? Con nhìn thấy gì ở trong cái hộp cơm trưa nào? What can you see in the lunch box? Bear. Bear. Well done. Thank you, Andrew. Okay, bear. Gray. Grays. Tomato. Sandwich. Okay, tomato. Sandwich. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you, Andrew. Okay, today we will listen to the music. Listen to the song about Open My Lunch Box. Chúng ta sẽ nghe một bài hát về Open My Lunch Box. The first one, we will listen first. Rồi chúng ta sẽ cùng nghe nha. Are you ready? Are you ready to listen? Yes. Okay, now okay. Let's go. Listening 95. Listen and sing Open My Lunch Box. Open my lunchbox, what can you see? I've got a sandwich you can share with me. I've got a tomato, I've got a pear, and I've got some grapes and I'm happy to share. Open my lunchbox, what can you see? I've got a sandwich you can share with me. I've got a tomato, I've got a pear, and I've got some grapes, and I'm happy
Okay, you listen again. Listening 95. Listen again. Listen and sing. Open my lunchbox. Open my lunchbox, what can you see? I've got a sandwich you can share with me. I've got a tomato, I've got a pear, and I've got some grapes, and I'm happy to... Sure, I can see. Open my lunchbox, what can you see? I've got a sandwich you can share with me. Okay, next one. This one, open my lunch parts. Now we will read again the song. We will read again the song. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái lại cái bài hát này ha. Open my lunch box. Open my lunch parts. What can you see? I've got a sandwich you can share with me. I got a tomato. I've got a pear. And I've got some grapes, and I'm happy to share. Okay. Okay, who can read again the song, please? Who can read again? Right, team, team first. Team, you read again this song. Open my lunch box. Open my lunch box. What can you see? I got a sandwich you can share with me. I got a tomato. Tomato. Now, now, again. Tomato. I got a pear. Okay. And I've got some grapes. Good. And I'm happy to share. Okay, I'm happy to share. Well done, team. Good job, team. Okay, next one, Bob. Bob, turn on your mic, please. Bob. Hoàng Dũng, please. You read again. Open my lunch box. Hoàng Dũng, you read. Đọc lại giúp cô nào con. Open my lunch box. Open, again, open. Open my lunch box. What can you see? Mở mic lên con ơi, turn your mic please. What can you see? I got a sandwich. You can share with me. Can share you mean? Tiếp theo con. I've got a tomato. I got a tomato. I got a pear. And I got... Thank you.
the race. Run the race. And I'm happy to share. Okay, thank you. I'm happy to share. Okay, next one. Yulin, please. Yulin. Yes. My little dog. What can I drop a cat with? You can drop with me. You can share with me. Share with me. With me. Okay. I got a tomato. Okay. And I got a horse. Right. And I'm happy to share. Okay, I'm happy to share. Okay, next one, Sunny. Sunny, you read again. Sunny, you read. On my longboard, what can you see? I am a shape. I've got a sandwich. You can share with me. You can share with me. I share a tomato. I have a pear, and I got a. I've got some grapes. Okay. Some grapes, and I'm happy to share. Happy to share. Okay, thank you so much. I'm happy to share. Okay, this one, Katie. Katie, you read again. Katie. Of my lunchbox. Oven. Now, Katie, oven. Oven, my lunchbox. What can you say? I got a sandwich. You can share with me. I got a tomato. I got a pear, and I got some grapes, and I have been just share. I'm happy to share. Okay, thank you so much. Next one, Kevin. Open my lunchbox. Open my lunchbox. What can you see? I've got a sandwich. You can share my with me. You can share with me. Share with me. You can say you're with me. I've got a tomato. I've got a pear. And I've got some grapes. I'm happy to share. Well done. Good job. Okay, next one. You have 5 minutes to relax.
You practice more at home. Về nhà con luyện tập thêm ha. Now you have 5 minutes to relax. Các con sẽ có 5 phút để nghỉ giải lao ha. 5 minutes for you to relax. Rồi các con nghỉ giải lao trong vòng 5 phút ha. Now let's start. 5 minutes for you to... Nghỉ đến mấy giờ rồi cô? Các con nghỉ giải lao giúp cô. Các con đi uống nước giúp cô rồi quay lại giúp cô ha. 5 minutes for you. One little pumpkin smiling, smiling. One little pumpkin smiling, smiling. One little pumpkin smiling, smiling. One little pumpkin is happy. Two little pumpkins are grumpy. Okay, now class, are you come back? Now you learn team. Keva, come back please. Rồi các con quay lại giúp cô nha. Các con quay lại ha. Keva ơi. Keva please. Okay, thank you Keva. Okay, next one. Next one, we will turn to phonics. Chúng ta sẽ xem học phát âm ha. Hồi nãy giờ con đã uống nước chưa? Các con đã uống nước chưa nào? Vì cái phần phát âm chúng ta sẽ uống nước nhiều ha. Nên các con hãy đi uống nước đi. Let's drink water before you do this one. Okay. Drink water quickly. Con đây nè cô. Okay. Okay, thank you. Okay, now let's start. You learn, please. We will turn to phonics.
Okay, the first one you look at here. Listen and repeat. Listen and repeat. Chúng ta sẽ nghe trước ha. You listen and repeat. Listening 96. Listen and point. Listen and point. C. C. And H. H. Say ch. Ch. Chair. 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 Teacher. 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 Wow. Chick. Chick. Very well. Listen and repeat. Listen and repeat. Chair. Teacher. Teacher. Chick. 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 Listening 96. Listen again. Listen and point. C. C. And H. H. Say ch. Ch. Chair. Chair. Ch, ch. Teacher. Teacher. Ch, ch, ch. Chick. 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 Okay, okay. Listen now, are you practice? Tất cả các con phải luyện tập nha. Cô Hiền sẽ nhìn vào cái khẩu hình miệng của tất cả các con đó. Nên cô Hiền sẽ biết được bạn nào luyện tập và bạn nào không có luyện tập ha. Diệu Linh luyện tập giúp cô nha. Cô Hiền chưa thấy Diệu Linh luyện tập ha. Listen again and repeat. Listen and practice. Chair. Teacher. Chick. Chick. Listening 96. Listen and point. Hoàng Dũng, turn on your camera, please. Hoàng Dũng, turn on your camera. Hoàng Dũng mở cam lên giúp cô nào. Hoàng Dũng, turn on your camera, please. C, C and H. H. Say. Say. Ch. 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 Chair. Chair. Ch. Ch. Teacher. Teacher. Ch. Ch. Chick. Chick. Listen and repeat. Listen and repeat. Ch. Chair. Chair. Ch. Ch. Teacher. Teacher. Ch. Ch. Chick. Chick. Okay. Okay, now who can read the sound? Now, the sound. K. You say? Ch. Chair. Chair. Now, Keva, you read again. Chair. Chair. Good. Chair. Giống như tiếng Việt của mình vậy. Chair. Good job. Next one, Keva. Next one, Dora. Chair. Wow. Angela. Angela. Chair. Now, you read the sound first. Ch, chair. Ch, chair. Chair. Now, you read the sound. Con đọc cái âm trước không? Ch, chair. Chair. This one. You learn, please. Chair. Wow. Ch, chair. This one. Bob, please. Bob. Bob. Bob, please. Chair. Chair. Okay, Thanh Long, please. Chair. Now, now you read the sound first. Chair. You read. Chair. Wow, okay, Sunny. Sunny, please. Okay. No. Cái này là âm gió nha con. Chair. 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 Okay, thank you. Thank you. Thank you. Check, please. Check. Check.
Chair. Now you read the sound first. Chair. Chair. Well done. This one, rap. Chair. Now you read the sound. Chair. Chair. Okay, thank you. This one. Teacher. Teacher. Again. Teacher. Now team, please. Team. Teacher. Okay, thank you, team. Next one, Andrew. Andrew. Teacher. Wow, teacher. This one, Kate. Teacher. Okay. Teacher. Now again. Teacher. Teacher. Okay, well done. Thank you. This one. Kevin. Teacher. Teacher. Okay, this one, you learn, please. You learn. Teacher. Okay, teacher. You read the sound first. Teacher. Okay, thank you so much. Thank you so much. Next one, get a check. Check, please. Check. Sure. Teacher. Well done, this one, Katie. Teacher. Okay, teacher. Okay, Bob, please. Bob, please. Bob, Yong, please. Yong, please. Cat ơi, cat đi ra ngoài như vậy cô Hiền sẽ trừ sao cat nha. Cat ơi. Rồi, cat hồi nãy giờ đi ra ngoài ha. Teacher. You read again, Bob. Teacher. Okay, next one. Chick. Chick. Now, Như Thảo, Angela. Chick. Wow, chick. 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 Good. Now, you learn. Chick. Good. Sunny. Chick. 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 Again. Chick. Thank you. Thank you, Sunny. Now, Cat ơi, Cat. Cat. Where are you two going? Where are you going? Con mới đi đâu vậy? Con đang đi đâu vậy? Ok, thì kêu con phải xin phép cô Hiền chứ. Hồi nãy giờ con đi, cô thấy là con đã đi 3-4 lần rồi mà cô con không xin phép gì cả. Nha. Con không xin phép gì cả, không phải là một lần mà là 3-4 lần. Vì vậy cô Hiền sẽ trừ sao con nha. Nha, con phải ngồi nghiêm túc ha. Cô Hiền sẽ xem xét thử từ đây cho tới cuối giờ. Nếu mà Kate còn đi ra ngoài nữa mà không xin phép cô Hiền nữa thì cô Hiền sẽ trừ sao. Còn nếu mà con ngồi nghiêm túc thì cô Hiền sẽ không có trừ sao con. Ok, được không? Được không Kate? Cô Hiền phải xem xét từ đây cho tới cuối giờ ha. Ok, next one, team repeat. Team repeat. Chick. Chick. Well done. Ok, next one. Ok, next one, you look at here, you look at the number, ok, and you look at the word. When I say the number and you say the word, and I say the number and you say the word, có nghĩa là sao? Cô Hiền sẽ nói cái số và các con sẽ nói cái từ. Mà khi mà cô Hiền nói cái từ thì các con sẽ nói cái số. Ok, you see? Rồi, ok, number one. Number one, Dora. Chair. Number one, chair. Number three, Yulin. Kick. Rap. Number two. Teacher. Teacher. Andrew. Teacher.
gì con? Okay, you pay attention, please. Andrew, pay attention. Con phải tập trung. Number two. Teacher. Okay, next one. Number three. Dora. Chick. Chick. Number two. Cat. Turn on your mic. Con mở mic lên đi con. Turn on your mic first. Con mở mic lên. Number two. Teacher. Okay, that's one. Number one, Katie. À, câu hỏi gì Number two. Teacher. Okay, that's one. Number three. Long, please. Long. Chick. Okay, teacher. Check. Teacher. Check. Two. Number two. Good job. Chick. Sunny. Chick number. Three. Number three. Okay, this one, Yulin. Chair. Number one. Number one, that's one. Number two, Keva. Teacher. Okay, that's one. Chick. Number Angela. Chick. Teacher, may I go out? Chick. Okay, thank you. Rồi các con ơi, mình có 5 phút để nghỉ giải lao, vì vậy mình sẽ không có đi ra ngoài nha. Rồi hôm nay Kevin đi ha. Hôm sau 5 phút giải lao các con phải đi ra ngoài giúp cô nha. Ok, mình phải đi uống nước hoặc là gì đó trong giờ học, không đi ra ngoài nữa ha. Rồi, next one. Now we will listen and chant. We'll listen and chant here. Listening 97. Listen and chant. Okay, listen and chant. My name's Charlie. This is my teacher. She's on a chair. She's got a little chick. Chirp, 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 says the chick. Chirp, 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 says the chick. My teacher's on a chair. She's got a little chick. Okay, listen again. All of you, listen again. Listening 97. Listen and chant. My name's Charlie. This is my teacher. She's on a chair. She's got a little chick. Chirp, 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 says the chick. Chirp, 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 says the chick. My teacher's on a chair. She's got a little chick. Okay, one more time. You listen, one more time. Listening 97. Listen and chant. My name's Charlie. This is my teacher. She's on a chair. She's got a little chick. Chirp, 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 says the chick. Chirp, 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 says the chick. My teacher's on a chair. She's got a little chick. Okay, you practice more. Listening 97. Next one. Okay, next one. Oh, you look at your homework, please. Now you copy three lines vocabulary
You translate the song into Vietnamese and workbook page 66 and 67. And you draw my map about food. Cô giải thích một xíu về bài tập về nhà ha. Các con chú ý lên đây giúp cô nha. Các bạn đều chú ý lên đây giúp cô. Cô đang nói về bài tập về nhà nè. Đầu tiên các con sẽ copy từ vựng giúp cô 3 dòng từ vựng đây. Number 1, vocabulary, từ vựng copy 3 dòng giúp cô nha. Được không? Rồi, next one, you translate the song into Vietnamese. Các con hãy dịch cái bài hát sang tiếng Việt giúp cô. Bài hát nào? Bài hát đây. Okay, you translate the song here into Vietnamese. Các con hãy dịch cái bài hát này sang tiếng Việt giúp cô. Ví dụ, open my lunch box. Có nghĩa là mở hộp cơm trưa của tôi ra nào. Rồi, what can you see? Bạn nhìn thấy gì nào? I have got a sandwich. Tôi có một cái gì đấy? Bánh mì kẹp. Tương tự cho những cái khác. Được không? Cũng cả lớp. Yes or no? Yes. Okay, thank you. This one, you do workbook as page 66 and 67. Các con làm bài tập workbook giúp cô trang 66 và 67. Và tiếp theo một cái nữa đó là vẽ sơ đồ mind map về chủ đề food. Vẽ sơ đồ mind map về chủ đề food là sao? Mình đã vẽ chưa? Có nghĩa là liên quan đến chủ đề food. Hôm nay mình học về chủ đề food gồm có những cái từ vựng nào thì các con hãy vẽ sơ đồ. Vẽ cái gì cũng được đúng cô. Vẽ sơ đồ mind map giúp cô. Cô ơi cô. Sao con? Cô ơi cô vẽ cái bánh mì kẹp xong rồi cái ghi vô rau, ghi vô thịt hả cô? Không cần như vậy đâu con. Đây để cô sẽ xem các con xem mẫu một cái ha. Wait, Bobby. Chờ có một xíu nha. Okay, here. Look at here, please. Cô nhìn lên đây giúp cô nha. Ok, con có thấy trên bảng không? Đây là gọi là sơ đồ mind map nè. Ok, sơ đồ tư duy ha. Ví dụ mình vẽ về chủ đề food đúng không? Thì mình sẽ ghi vào đây là food. Ok, sorry. Here. For example here. Food thì các con sẽ ghi vào đây là food. Food. Rồi sau đó trong cái food này gồm có những cái từ vựng gì? Hôm nay chúng ta học về những cái từ vựng gì? Đầu tiên là cái gì? Sandwich. Thì các con có thể vẽ bánh mì sandwich ở đây. You draw sandwich here. Các con vẽ tượng trưng để mình biết cái sandwich. Rồi sau đó bên cạnh thì các con sẽ ghi là về chữ sandwich. Được không? Được không nào? Được không cả lớp? Is that okay? Đúng cả lớp ơi. Yes, Kava, good. Rồi, any question for me? Yeah. Rồi, mấy bạn đã hiểu về cái sơ đồ mind map này chưa? Sunny, Sunny, turn on your mic. Sunny, turn on your mic. Sunny đã hiểu về bài tập mind map vẽ sơ đồ này chưa con? Dạ rồi cô. Ok, thank you con. Nếu mà bạn nào chưa hiểu gì đó thì hãy liên hệ với cô ha. Cô sẽ giải thích lại cho các con. Được không? Dạ, được. Ok, đây. Thân thì đã có sơ đồ mind map về trái dưa hấu rồi. Clap nha cô. Sao con? Rồi, tiếp theo, next one. Bao nhiêu nữa cô? Đi hết rồi vì cô. Ok, next one. I will give you star. I will give you star. Now, the first one. Ok, check. Check hôm nay. Tập trung chưa? Có tập trung nha. Check. Ok, I will give star. One by one. Check chưa tập trung. Ok, next one. Phát biểu bài. Check có phát biểu bài. Don't. I give you one star. Check. What's wrong?
bé nào vậy? Okay, check again. Okay, check. Okay, I will give you check one star phát biểu bài ha. Check có phát biểu bài. Okay. Okay, next one. Ánh hồng. Kheva. Okay, Kheva. Có chuẩn bị bài trước. Okay, one star for Kheva. And next one, Kheva phát biểu bài sôi nổi. Okay, I will give you one star next. Rồi. And next one. Tập trung, Kheva có tập trung ha. So I will give you one star. Okay, good job Kheva. And next one, Diệu Linh. Diệu Linh. Okay, có phát biểu bài, cô sẽ tặng Diệu Linh one star. And next one. Tập trung. Bạn Diệu Linh có tập trung, cô sẽ tặng cho bạn Diệu Linh thêm một sao nữa. Okay. Rồi, next one, Gia Khang rap. Bạn Gia Khang có chuẩn bị bài trước. One star for Gia Khang. And next one, Gia Khang có phát biểu bài, one star. And next one, rap có tập trung, one star. Okay, so three star for Gia Khang. And next one, Hà Phương. Hà Phương phát biểu bài. Okay, good job. And next one, tập trung, good, one star. And two star for Hà Phương ha. And next one, Hoàng Dũng. Hoàng Dũng, please. Hoàng Dũng, where are you, Hoàng Dũng? Hoàng Dũng, hôm nay Hoàng Dũng không có tập trung. Ok, con không có tập trung gì hết Hoàng Dũng ơi. Hôm sau con phải tập trung giúp cô nha, thì mình mới được sao nha. Ok, yeah. Dũng hôm sau phải tập trung giúp cô. Ok. Hôm sau con phải phát biểu bài lên nha. Con phải phát biểu bài thì cô Hiền mới tặng sao cho con được nha. Rồi, thank you Hoàng Dũng. Next one, Nhật Minh, Andrew. Andrew, hôm nay có chuẩn bị bài trước. One star for Andrew. And next one, con có phát biểu bài. Andrew, one star next. Rồi, next one. Và con có tập trung. Andrew có tập trung ha. So, one star. Okay. And Như Thảo, Angela. Angela, con có phát biểu bài. Và con có tập trung. So, I will give you two star. And next one, Sunny, Phương Trinh, con có phát biểu bài, good job, one star for Phương Trinh, and con có pay attention, con có tập trung ha, one star for Phương, có tập trung. And next one, Quỳnh Chi Dara, con có bài và con có tập trung, cô sẽ tặng 2 sao cho Dara. Okay. Next one, Thành Long. Where are you? Okay. Con có phát biểu bài. Good job. Và con có tập trung. Well done. So, two star for Long. And next one, Team. Con có phát biểu bài. Well done. One star for Team. Phát biểu bài. And one star for Team. Pay attention. Rồi, 2 sao cho team ha. Và Tuấn Anh. Tuấn Anh có phát biểu bài. So, I will give you one star, Tuấn Anh. Tuấn Anh có phát biểu bài nên cô Hiền sẽ tặng 1 sao cho chúng Tuấn Anh trong việc phát biểu bài ha. Tuy nhiên, tập trung hôm nay, Tuấn Anh chưa có tập trung. Vì vậy, cô Hiền sẽ chưa có tặng sao cho Tuấn Anh trong việc tập trung nha. Được không? Rồi, cô nói lại một xíu về cái phần mà tặng sao cho các con ha. Đầu tiên, bài tập về nhà tốt, cô Hiền sẽ tặng 1 sao. Tiếp theo, chuẩn bị bài nhà, bài trước ở nhà đó, thì cô Hiền sẽ tặng 1 sao. Chuẩn bị bài trước là sao? Trong quá trình phát biểu bài, các con phát biểu bài khá là tốt ha. Các con đọc từ khá là tốt, thì cô Hiền sẽ tặng cho các con 1 sao. Tiếp theo, đó là phát biểu trong giờ học. Phát biểu sôi nổi trong giờ học, cô Hiền sẽ tặng 1 sao nữa. Và next one, các con nếu mà trong giờ học các con phát
các con tập trung, các con không có chạy nhảy, không có đi ra ngoài. Cô Hiền sẽ tặng các con một sao nữa, được chưa? Và trong quá trình tham gia trò chơi thì cô Hiền sẽ tặng sao cho các con nữa. Và cuối tháng bên trường sẽ tổng hợp lại, bạn nào sẽ nhiều sao nhất thì sẽ được phần thưởng từ bên trường, được không? Được không nè? Cô lớn thứ hai được không cô? Sao con? Để từ ngày hôm nay mới bắt lớn đầu học cô. Đúng rồi. Mình sẽ tổng hợp theo tháng là đứng đầu đó. Đúng. Bạn nào đang đứng đầu đây? Ok, check. Check đang dẫn đầu với số lượng là 5 sao ha. Check well trên. Ok. So, các bạn phải cố gắng lên để làm sao mà các bạn phải đạt được nhiều sao ở trong tháng ha. Trong tháng nào là bạn nào đạt nhiều sao nhất thì sẽ có thưởng đó. Ok. Được không? Rồi, ok. Any question for me? Any question for me? Có bạn nào có câu hỏi nào dành cho cô không? No. Ok, now you turn on your mic and say goodbye teacher, please. Goodbye. Bye. See you. Goodbye. See you again.